quá là tuyệt vời. Thôi để em thay mặt mì Gassassin tặng anh ba thùng mì. Mà thùng mì của bên em nó to lắm nha, chứ không thùng nhỏ nhỏ đâu. Mỗi thùng chi giá hơn 1 triệu lần đó. Tặng gia đình ba thùng mì to lắm, cả trăm gói trong đó lận nha. Rồi thôi tặng thêm gia đình của em Trung ba thùng mì luôn nha. Sao dạ hơi sợ hả? Rồi hai bạn mà về bạn Trung với bạn Trúc Lam Trúc Ly, con nhận một bao thư, con nhận bao thư. Quá trời rồi, quá trời. Rồi. Mãi ông ra đây. Ống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Và bây giờ chúng ta có một niềm vui dành riêng cho con nữa. Mời cô Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây rồi, xe của con đây. Ước mơ của con đó. Ước mơ của con nè. Thích không? Đây, cái đó. Này là chìa khóa nha, chìa khóa của cha cho con nha. Học thật giỏi, chở ba đi chơi nha. Thật ra là chú thấy cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên chạy xe đạp vô, chú muốn khóc luôn á. Chú thấy ước mơ của con được trở thành hiện thực rồi. Một chiếc xe đạp điện đối với nhiều người nó không là bao cả, nhưng đối với con nó cả một cái ước mơ. Bây giờ cái chiếc xe đạp điện này nó sẽ cõng ước mơ của con tới trường, cõng ước mơ của con hướng đến một tương lai tốt đẹp. Có lẽ bây giờ con còn nhỏ, con cũng chưa cảm nhận được tất cả mọi thứ đâu. Lớn chút xíu đi, con sẽ thấy được rằng là mình còn được yêu thương nhiều lắm. Con chạy được không? Lên chạy thử vòng đi. Chạy thử nhá. Đây con cầm cái này cho. Nào, con biết chạy không? Đây. Cô Duyên chỉ con coi. Đây nha, được chưa? Đi thử nha. Quá là tuyệt vời. Rồi đây á, con sẽ tập chạy, xong rồi con chở ba con nữa. Quá là hay luôn nha. Thưa quý vị, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bằng mọi cách để mua chiếc xe đạp ngay tại nơi đây luôn đem về. Đó là một món quà chú Linh nghĩ rằng nó là vô giá đối với con đó. Em cảm ơn cô, em cảm ơn chú. Người đã cùng hướng dẫn đồng hành với con trong suốt một chặng đường từ con, sáng con giờ. Thích ăn mì không? Con thích ăn mì không? Anh có thích ăn mì không? Thôi để em thay mặt mì Gassassin tặng anh ba thùng mì. Mà thùng mì của bên em nó to lắm nha, chứ không thùng nhỏ nhỏ đâu. Mỗi thùng chi giá hơn 1 triệu lần đó. Tặng gia đình ba thùng mì to lắm, cả trăm gói trong đó lận nha. Rồi thôi tặng thêm gia đình của em Trung ba thùng mì luôn nha. Sao dạ hơi sợ hả? Quá là tuyệt vời luôn. Thưa quý vị, đó là những niềm vui không thể tả được. Đó là những điều mà hạnh phúc tôi nghĩ rằng là quý vị cũng cảm nhận được. Tất cả nãy giờ nó diễn ra bằng những thử thách, nhưng cuối cùng là một kết quả rất là tốt đẹp. Một kết quả tôi tin rằng đó là hạnh phúc của nhiều người. Và bây giờ Quỳnh Linh xin mời Trúc Linh, Trúc Lam, mời Trung, chúng ta vào đây để nhận những giá trị giải thưởng từ chương trình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục những nhận quà từ những mạnh thường quân. Xin mời anh Hiệp ở Sa Đéc, nhà phân phối ống nhựa Hoa Sen. Xin mời anh Toản và anh Vững ở Long An, nhà phân phối ống nhựa Hoa Sen chị Phụng Sa Đéc. Xin mời anh Hải ở Tiền Giang. Xin mời nhà phân phối Hữu Phước Chợ Mới, nhà phân phối Thanh Phương. Rồi hai bạn mà về bạn Trung với bạn Trúc Lam Trúc Ly, con nhận một bao thư, con nhận bao thư. Quá trời rồi, quá trời rồi. Chị Phụng ở Sa Đéc, mấy triệu đây? Trời ơi, 3-4 triệu gì đó. Đây là ok rồi. Bây giờ chú Linh sẽ chia đều cho mỗi đứa 3 triệu, mà một đứa 1 triệu. Rồi con 1 triệu. Con 1 triệu. Bỏ vào thư đi.
Rồi còn thêm 500 nữa. Đứa 500 nữa. Nhiều lắm đó. Nhiều lắm. Đây. Nhiều lắm đó con. Đứa 500. Rồi xong. Cái bao thư không thì tôi lấy. Cầm đi. Còn nữa, còn nữa. Còn nữa. Đảo vậy. Con tia gạch chị Hừa chị Thanh. Cơn mưa nhỏ. Một bao thư. Con thấy dày dày lắm. Con. Con. Và chú Huy. Chú Huy ở chú anh Huy. À anh Huy là phó tổng đốc của tập đoàn Hoa Sen. Mỗi đứa 2 triệu nữa. Đây là chị Hoa sẽ tặng cho Trung 5 triệu, tặng cho Lam với Linh 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5 là của con. 1, 2, 3, 4, 5 là của con. Rồi, quá nhiều tình yêu thương của mọi người. Vỗ tay lớn lên nào quý vị. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.